Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là điện thoại Coolbuds E561 và đây phần camera của điện thoại Coolbuds E561. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan điện thoại Coolbuds E561 không chụp được hình, chụp mờ, chụp không lấy nét được, quý hàng vui lòng mang máy qua cái địa chỉ của Di Động Cao Cấp .vn. Chúng tôi hiện đang có tất cả các linh kiện của điện thoại Coolbuds E561 nói chung và camera máy ảnh Coolbuds E561 nói riêng của quý hàng. Quý hàng chỉ cần liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên tại Di Động Cao Cấp .vn tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn.